rằng shop thỏ tv.com, shop độc quyền uy tín duy nhất của thỏ, bao gồm những phòng quay siêu VIP, siêu xịn sò, cực kỳ may mắn và nổ hũ luôn. Hãy thử vận may ngay tại shop thỏ tv.com để ra 9.999 kim cương hoặc là nhiều hơn nữa. Nhả vía may mắn cho anh em. Còn chần chờ gì nữa, truy cập ngay shop thỏ tv.com thôi. Hello mọi người, trước khi đến với clip thì mọi người hãy thử vận may tại shop thỏ tv.com của mình nha. Với lại á, đặc biệt á là mọi người hay vào shop pha kè lắm nha. Đầu tiên á, mình chỉ là cho mọi người nè, mọi người gõ ngay shop thỏ tv.com đúng không, mọi người lưu ý là không được bấm vô cái video đầu ấy, lộn nhầm, cái link đầu nha mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì nó là shop thỏ tv.net chứ không phải là shop thỏ tv.com, thấy không? Nó để shop thỏ tv sẹt.com, nó phải là chữ chấm đâu mà là sẹt cơm nè mọi người. Trời ơi, đáo để thì chứ, đúng là trắng trợn mọi người ơi, lại lừa đảo trắng trợn luôn ấy. Mọi người né cái shop này ra nha, né cái khúc đầu này ra nha mọi người. Đấy, mọi người hãy lướt xuống dưới là cái shop của mình nè, đó có bản mặt của mình nè mọi người, và nó để vòng quay AK lồng xanh shop thỏ tv.com. Mọi người thấy không, shop thỏ tv.com rất là dễ nhận biết ha. Ok, mọi người hãy ấn vào nha. Đấy, nó sẽ hiện ra cái vòng quay AK lồng xanh cho mọi người nha. Bởi vì sao? Bởi vì vòng quay AK lồng xanh này rất là nhiều bạn trúng luôn. Đặc biệt là có rất là nhiều bạn nổ hũ được 4 số 9 này mọi người ơi, 5.000 kim cương. Đấy, rất là nhiều ha. Ok, bây giờ đó, nó đã đề xuất cái vòng quay rất là dễ trúng, thì mọi người hãy quay ngay nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ đăng nhập, mọi người có thể đăng nhập bằng Facebook cũng được nha. Ok, mình đã đăng nhập xong rồi nè mọi người. Trời ơi, tính ra trong tài khoản của mình còn 4.700.000 luôn mọi người ạ. À, không cần phải nạp luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã nổ hũ khá là nhiều rồi đó. Mình sẽ để kim cương lại cho những bạn nào chưa nổ hũ nha. Đặc biệt là vòng quay Tết Trung Thu đã ra rồi. Oh no, giảm giá ngay 60% luôn đi mày. Nhức nách. Ok, bây giờ phải quay ngay mới được. Từ 57k hình như mình vừa thấy cái gì đấy thì phải. Đây mọi người, từ 57.000 tuột xuống 19.000. Wow, hình như là giảm giá hết luôn mọi người ơi, tại vì gần tới Trung Thu rồi. Anh em ơi, rước trước khi rước lồng đèn thì hãy rước ngay kim cương vào shop để lộn nhầm, và rước kim cương vào ạc của mình nha. Đấy, cái giọng mình hơi khèn, sorry mọi người nha, hơi vấp nữa. Trời ơi, ai kêu nó nhanh quá anh chị. Đó, 3 số chính liền. Rất là dễ quay luôn nha mọi người, mình sẽ quay một phát ra 4 số chính luôn nè. Trời ơi, bởi vì shop mình rất là dễ nổ hũ luôn. Ủa, sao có 5k99 vậy? Ủa, alo. Mọi người muốn quay càng nhiều kim cương thì mọi người phải bấm vô X3 nè. Đó, X5 nè. X7, X10 rồi đó. Nhưng mà mọi người sợ tiền nó hơi cao thì mọi người hãy bấm vô X3 thôi nha. Bởi vì nó có 54.000 nè. X3 quay một lần thì nó sẽ ra nhiều kim cương cho anh em nha. Đỡ hơn quay, thấy chưa? Được 2k kim cương luôn nè. Đỡ hơn quay một lần quay nha mọi người. Ui, đã phết nhờ. X3 mà được ra 2k kim cương quá là lời rồi. 17k kim cương. Trời, sao của mình dễ quay giờ, lộn nhờ dễ nổ hũ vậy anh em. Ủa, để mình coi có bao nhiêu bạn trúng rồi. Trung Hiếu. Trời, nói thật nha là Trung Hiếu là người yêu cũ mình. Nó giỡn thôi, Trung Hiếu là cái tên giống người yêu cũ của mình thôi, nhưng mà thật ra là không phải. Ok, thì Trung Hiếu trúng được 3.999 kim cương. Vương nè thì trúng 6.999 kim cương. Phương Tây 2.000 kim cương. Trời ơi, Chiếc Vi 6k kim cương nè. Wow, bạn Nam trúng được 4.9 nè mọi người. Ngon vợ. Đó, vòng quay Trung Thu này rất là dễ nổ hũ nha anh em. Đặc biệt là nó giảm 60% lượng nó. Mọi người thấy giờ không? Từ 57k xuống thành 19k mọi người à. Đấy, đang nổ hũ, lộn đang giảm giá rất là nhiều nha. Siêu hot luôn, giảm ngay 60% cho anh em luôn á. Anh em hãy tích cực quay tay, vận may sẽ tới nha. Nhà vía may mắn cho anh em nè. Chỉ gặp ngay sắp hỏi tv.com liền thôi. Nhanh lên. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Thỏ TV đây. Xin lỗi mọi người vì vài thời gian qua mình không ra clip cho mọi người. Mình đã gặp một số vấn đề, đó chính là mình phải về mẹ làm từ thiện phụ mẹ mình. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là hai tụi mình gạo gần đây có cãi nhau một xíu, kiểu như là bất đồng quan điểm. Mấy cái clip mà mình đăng TikTok á, mà kiểu như mấy cái clip đăng vui vui cho mọi người coi á, là mọi người nghĩ hai tụi mình đang rất là bình thường, hoặc là đang rất là gọi là vui vẻ đúng không? Nhưng mà không mọi người ạ. Thực sự ra là mấy clip đó cũng khá là lâu rồi, nên mình nghĩ mình quay lâu rồi nên mình mới đăng lại cho mọi người coi á. Thực ra là tụi mình đang gọi là đang trong một thời gian gọi là mình kiểu như là có một cái thời gian, bỏ cái thời gian đó ra để mà cho đối phương được tự do. Nói thẳng ở đây á là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là anh Giang phải bắn giải cho team RDR của mình rồi. Thì 2 tháng nữa là sẽ tới chung kết, là tuần nào cũng phải thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật bắn hết. Nên là mình sẽ bỏ thời gian ra, mình kiểu là thay vì mình quan tâm, mình đòi hỏi người ta, hoặc là mình nói chuyện người ta, mình sẽ không làm như thế. Và mình sẽ cho thời gian người ta để người ta tập luyện. Với lại mấy bữa nữa
là cũng có nói thẳng ra là hôm nay hoặc ngày mai ngày mốt là ảnh phải ra chỗ chung cư ở chung cư khác để ở chung với tem của ảnh rồi. Mọi người hiểu ý mình chứ, là hai tụi mình sẽ không ở chung với nhau nữa, sẽ không gọi là không ở gần nhau nữa. Mình hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ hai tụi mình, vì dạo gần đây mình hơi bị trầm cảm ấy, hơi bị gọi là stress một tí. Mình nói thật với mọi người, đây không phải là content hay cái gì hết, tại vì mình muốn đưa ra một cái video để mình nói, mình giải thích cho mọi người là lý do tại sao mình không ra clip YouTube cho mọi người coi, và lý do tại sao mình với anh Giang ít chơi chung. Xin lỗi mọi người, mẹ mình gọi, đợi mình xíu. Ok, thì cái lúc mà mình có quay clip TikTok thì lúc đó mình với anh Giang có chơi chung một cái trận game, và mình sẽ cho mọi người coi một đoạn thôi nhé, tại vì mình cũng khá là hơi bị tổn thương cái vấn đề này. Với lại dạo này mình cũng hơi bị, mình suy nghĩ khá là nhiều á, vì hai tụi mình kiểu gọi là có hai tính cách hoàn toàn khác nhau, với lại kiểu không sao ta, nói thẳng ra là không hiểu nhau về đối phương khá là nhiều. Thậm chí một tuần có 7 ngày nhờ, thứ 2, 3, 4, 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, không, một tuần có 8 ngày. Thì tụi mình đã cãi nhau hết 6 ngày rồi mọi người ạ. Cãi nhau xong rồi xin lỗi, mình thấy kiểu nó bị nhàm, kiểu nó quá là quen thuộc đối với mình đó. Mình có nói thẳng với anh là thay vì anh không thay đổi được thì anh đừng bao giờ anh xin lỗi hết. Ok chưa? Và mình đang gọi là suy nghĩ mọi người ạ. Đang suy nghĩ. Mình suy nghĩ nhiều lắm. Nó tóm lại là mình không, trong cái thời gian này mình không muốn làm khó dễ cho anh Giang, để bởi vì anh Giang phải bắn nữa mọi người ạ. Mình hy vọng mọi người đừng có comment chỉ trích anh Giang nhé. Tại vì mình chỉ thông báo cho mọi người là mình với anh Giang sẽ ít quay chung với nhau ấy, tại không còn ở gần nhau nữa. Cũng có thể là quay game cho mọi người coi. Ok nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi và cùng mình đến con đường này. TikTok mình cũng được 2,5 follow rồi mọi người ạ. Mình thực sự là mình rất là vui. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà mình nói thật là mình tâm sự với mọi người như thế này, là cái con đường streamer này, là cái con đường YouTube này, là mình kiểu như là mình không gọi là không tiến triển được lâu dài ấy. Nếu như mình không còn làm được, nếu như mình không còn trở thành streamer nữa, không làm YouTube nữa, thì mong mọi người vẫn ủng hộ mình và theo dõi mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình thực sự mình rất là yêu fan. Tuy là anti nói gì mình kệ mẹ nó. Ok, kệ nó, mình không quan tâm. Miễn là fan hiểu mình là được rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người nha. À, một đoạn video mình sẽ cho mọi người coi mình với Giang đã vô tình nói chuyện, kiểu như mình vô tình quay lại được ấy. Xem hai tụi mình bị bất đồng quan điểm như thế nào nha. Kiểu như em đồ thừa thải vậy á. Nói gì nó hoài trời. Nói gì nói từ đầu tới cuối, nói có địch thì bắn đi. Nói gì nít nó hoài. Rồi em con nít nào không chịu được thôi. Em đâu bắt anh phải ở lại chịu đựng em đâu. Không chịu đựng được thôi đi. Đâu cần ở lại làm gì. Không mở đi, bỏ đi. Rồi. Mình mềm ngoài trời. Cái gì? Đi qua bển. Cổ đang chơi. Mệt ghê quá. Đi bỏ đi.